Chồng cả nhà đến với Dung Quất chạy bộ buổi trưa thì tính là thứ bảy là nghỉ á. Dạ, nhưng mà thì thấy hiện thực của anh chị ngon quá, chạy bộ được 21 km, coi như anh chị là lần đầu tiên. Thì cũng muốn tạo điều kiện để mọi người nhận mà chỉ hiện thực á. Dạ, anh chị mình có hiện thực sáng nay mình trải nghiệm, đôi khi nó có 21 km đâu mà mình vượt qua chính mình. Có thể là trước mình chạy có 2-3 cây thôi, thì bây giờ mình chạy hơn 5 cây, 7 cây, 10 cây gì đó, thì mình vượt hơn mình ngày hôm qua là đã ngon rồi. Thì mình có thể là mình chia sẻ hiện thực, mình chỉ hiện thực cái câu chuyện của mình á. Dạ, thì em ghi hình lại để anh chị nào mà lúc mình chia sẻ đó, thì em thấy câu chuyện đó truyền cảm hứng cái nhà, thì em sẽ cắt ra luôn cho anh chị luôn. Em có video, có bộ video là hiện thực, anh chị cắt khóa được có hiện thực hết đó. Dạ, thì mình bổ sung vào cái bộ sưu tập, đó là hiện thực chạy 21 km á. Mình vừa tạo lập giá trị, em vẫn đăng lên trên YouTube, thì một số anh chị á bây giờ cũng có mấy trăm lượt xem mà. Thì cái câu chuyện của anh chị vẫn dạ vẫn tạo lập được giá trị. Và có câu hỏi nào về chạy bộ hay là về phục hồi thì lát em sẽ hỗ trợ giải đáp nhà mình Cảm ha. Sáng nay chắc xin phép mời bên điểm chạy Sala nha. Dạ, có anh Lực đây, thì điểm chạy Sala thì có thể nhận được chia sẻ về điểm chạy sáng nay như thế nào, tập kết sao, rồi quá trình chạy như thế nào. Dạ, có thể chia sẻ cùng với nhà mình và trải nghiệm 21 km đầu tiên của anh Lực sao. Sáng nay là anh được chạy 21 km đúng không? Dạ, chào cả nhà ha. Dạ, xin phép mời anh Lực à. Dạ, biết ơn thầy Tân. Dạ đúng rồi ạ. Hôm nay em là lần tiên trải nghiệm 21 km, đổi vị trí một xíu. Dạ rồi. Thì hôm nay bên điểm chạy đồng hành cùng với mọi người. Thì hôm nay thì những người mà đã đăng ký K07 thì đều hoàn thành hết. Có hai người mới là do cùng đi bơi với nhau rồi gặp nhau hay rủ nhau đi thì chưa có hoàn thành, thì hai người đó cũng chạy được 15 km rồi. Dạ yeah. Thì có em Tài cũng mới luôn cũng hoàn thành luôn, và có chị Ngọc Ngọ cũng chưa có tham gia đăng ký mấy cái khóa của Tân nhưng cũng đồng hành luôn. Dạ yeah. Alo ạ. Dạ yeah. Và thì bên em nói chung là hôm nay sáng em rất là năng lượng. Biết ơn chị, biết ơn cốt Doãn, biết ơn Mỹ Trải nghiệm Thúy chạy đã sáng nay Mỹ Thủy cống hiến sao? các về phần nước uống. Dạ trải nghiệm của bản thân Lực á, thì đây là lần đầu tiên mà mình hoàn thành 21 km. Thật ra thì Lực cũng có, dạ Lực xin phép một xíu ạ, do ở dưới có người gọi ạ. Một xíu thôi ạ. Dạ. Yeah. Lực. Các điểm chạy khác sáng là có chị Quỳnh nè, hình như Thu Trang. Thu Trang là chị Trang Tracy đúng không? Dạ. Dạ, em Chị xin phép tiếp tục. Dạ. Dạ. Mấy đơn cả nhà. Dạ, thì cái trải nghiệm của bản thân em á là lần đầu tiên mình hoàn thành 21 km. Thì lần trước là cũng có đăng ký khóa K02, 201 gì đó của thầy Tân, nhưng mà thời điểm đó là chưa có thuận duyên ấy, công việc của mình thời điểm đó cũng hơi nhiều, thành ra là chưa có được tự chúng, không có được tự chúng thì cũng cũng hoàn thành bài tập rồi chạy. Nhưng mà cái ngày cuối cùng chạy á thì cũng có nhiều cái, vì mình chạy một mình á, mình không có được năng lượng tụ chúng. Thứ hai là mình không có thủ đắc được những cái bài giảng của thầy Tân. Thì mình thứ nhất là tâm thái mình chưa ăn vui, thứ hai á là nói chung rất nhiều thứ mình chưa rõ hình á, mình chưa có hành học nhưng mà mình chưa có hiểu, chưa có thấu suốt á, nên thành ra là khi mình chạy mình không có áp dụng được hết những cái kiến thức mà thầy Tân hướng dẫn. Và em chạy được khoảng chừng 5 km thì bắt đầu là cái đầu gối của mình nó các bạn ấy là bắt đầu phản ứng. Thì khi mình phản ứng thì mình cũng chưa có biết luôn, thì mình nghỉ, mình chạy chậm lại mình nghỉ, rồi sau đó mình chạy tiếp. Nhưng mà cứ mỗi lần mình nghỉ và mình chạy tiếp thì là lại đau hơn, lại đau hơn. Nhưng mà hôm nay thì khác, thì lúc đó em lết chắc phải mất 4 tiếng mấy 5 tiếng á, thì em lết cuối cùng là cũng được 17 cây, thì cuối cùng là cũng chưa hoàn thành được.
An Giang là đi bộ không à? Đó là cái đợt trước. Còn cái đợt này á thì cái bài tập mà thầy Tân đưa ra thì em cũng làm đúng như vậy. Có nghĩa là tuần 1 như thế nào, tuần 2 như nào, tuần 3 như vậy thì em cũng đều làm đúng. Và ngày hôm nay là ngày cuối cùng để long run 21 km á. Đúng ra thì ngày mai, nhưng ngày mai là khai giảng Remainder đấy, em không có chạy được. Nên là em sẽ chạy cùng mọi người hôm nay. Và hôm nay thì cũng được trải nghiệm nội tâm cái cảm giác y chang như đợt trước luôn. Thì cái đợt trước là em vượt qua được 5 km ở chân bên phải, thì đợt này đến chân bên trái. Chân bên trái thì khoảng ở km số 16 là nó đau y chang luôn. Xong nói chung là cũng đấu tranh nội tâm dữ lắm. Thầm nó nói là tài thôi anh em mình đi bộ lại xíu, tại vì lúc đó mình muốn nghỉ rồi. Nhưng mà sau nghĩ mình đang dìu tài. Mọi người biết là về ánh mãi là thành phố rồi qua được thì nó sẽ vượt qua được luôn. Và thực sự là em vượt qua được, thực sự em vượt qua được. Và lúc đó em cũng là biết ơn bạn, tôi yêu bạn, mình đặt ý như vậy đó, thì mình lúc đó mình chạy nhẹ hơn nhiều luôn. Ngay sau đó mình thấy chạy nhẹ hơn và hoàn thành từ cái lúc mà em bị đau chân tới đó là cứ đúng tới vòng thì uống nước một xíu rồi đi, cứ không đi bộ một bước nào luôn, thì cứ đúng tới vòng là em uống nước em đi, thì lúc đó là thấy nó nhẹ hẳn. Khi mình vượt qua được rồi á, và cũng chia sẻ cái hiện thực này hồi nãy với cô Phấn cũng bị đau y chang như em vậy đó, nhưng mà cô Phấn không có chạy được nữa, chạy đến km 15, 15 á thì cô không chạy được nữa. Còn em thì em vượt qua được. Và cô Doãn cũng nói là khi mình vượt qua được cái ngưỡng của mình rồi á thì lần sau là nó bình thường. Và đó là một điều mà anh thấy rất là tâm đắc về cái đó. Trước giờ mình nghe rất nhiều thứ, ví dụ như thầy Tân nói là có rất nhiều khái niệm mà thầy Tân trước chuyển giao, nhưng mà em chưa có kiểu như là cùng tần số năng lượng để mình hiểu được á. Lúc trước thầy Tân nói giữ hình là sao ta, mình không hiểu. Giữ hình cho người này, giữ hình những game mình không hiểu, mình không nắm được. Rồi tâm thái an vui hay là một số cái khái niệm mình chưa có hiểu. Dạ thì bây giờ em hiểu rồi và em cũng một là nhé, nó khác biệt thật, có nghĩa là nó nhẹ nhàng hơn nhiều. Có nghĩa là mình cân bằng cái tâm thái á, là mình chạy nó không có nặng nề nữa. Còn mình tâm thái mình không cân bằng, mình hơi âm một chút, mình muốn bỏ cuộc á, là nó đeo theo mình, là mình thường mình sẽ không hoàn thành được. Và hôm nay em được trải nghiệm cái đó, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sau khi hoàn thành xong á thì mọi người giãn cơ. Và hôm nay em cũng được trải nghiệm cái giãn cơ của cốt doãn. Cốt doãn cho khoảng khoảng 10 động tác giãn cơ đó, rất là sâu, rất là sâu. Và tới thời điểm này á, là em cũng chưa có chườm đá gì cả, nhưng mà em vẫn đặt ý là chiều nay em sẽ bơi thêm 1 km nữa. Bởi vì cái chân của em thấy rất là bình thường. Bình thường em bơi thì em thấy bình thường, thì hôm nay em thấy bình thường luôn. Cái lần trước mà em chạy lần đầu tiên á, là em chạy khoảng 5 cây hoặc là tham gia giải với lại thầy Tân cũng được 2 3 lần á. Nhưng mà lần nào nó cũng rất là đau vì mình không biết cách giãn cơ mọi người. Nhưng hôm nay được cốt doãn giãn cơ rất là kỹ á, thì em thấy là sau đó là ổn, bình thường luôn. Nên là chân nó cũng vẫn còn hơi có cảm giác cứng cứng nếu mà mình bước lên cầu thang, nó cứng cứng, nhưng mà tới thời điểm này thì bình thường. Thì nhà em 2 3 4 4 bậc cầu thang, nhưng 4 4 tầng cầu thang, nhưng em đi bình thường đó. Thì trải nghiệm cái nữa là đúng là cái vai trò, cái tầm quan trọng của cái việc mà giãn cơ sau khi chạy á mọi người. Mọi người nó rất là quan trọng luôn. Lần trước mỗi lần em chạy á là cứ phải 1 tuần, thậm chí là 2 tuần luôn nó mới hoàn toàn thoát khỏi cái cảm giác trên thân. Nhưng mà hôm nay thì giãn xong một hồi sau là anh em đi uống cà phê rồi ăn sáng với nhau, và giờ về nhà thì em vẫn bình thường, em thấy nó rất là ok luôn. Thì trải nghiệm của bản thân thì lưu ý cả nhà mình là mình long run xong, thậm chí là không cần long run, mình chạy ngắn thôi, nhưng mà mình nên giãn cơ xả cơ ấy, thật là kỹ, thật là kỹ, thì mình sẽ trải nghiệm được rất là rõ rệt là cái tác dụng của nó luôn á. Em cô Doãn nói là khoảng chừng 8 phần à, có nghĩa là mình đau 10 phần đúng không, mình giãn xong thì mình chỉ còn khoảng 2 phần thôi. Nhưng mà em thấy gần như là 10 phần em không còn bao nhiêu hết á. Nó rất là hay, rất là đặc biệt luôn. Và thấy cái vai trò. Và hôm trước cô Doãn cũng cũng chia sẻ một cái hiện thực là cô Doãn chạy đạp xe đó từ Thủ Đức mình về Cần Thơ là 198 cây, sau đó chạy bộ giao lưu với lại những anh chị runner ở dưới Cần Thơ đấy. Mọi người cũng chưa có không có hay xả cơ đâu mọi người, không có khởi động không xả cơ, cứ chạy 10 km vậy đó. Và lần nào về cũng rất là đau, nhưng mà cái ngày hôm đó thì
cốt doãn với cốt phi long xuống hướng dẫn mọi người xả cơ, và mọi người cũng cảm nhận được rất là rõ là sau khi xả cơ bài mấy cái bài xả cơ của cốt doãn á, và thấy nó rất là nhẹ luôn, rất là nhẹ. Thì em thấy là cái vai trò của cái việc xả cơ nó đặc biệt quan trọng và đặc biệt là tác dụng ngay lập tức luôn. Thì nếu mà mọi người đặt ý thì mọi người làm sao để thuộc được cái bài giãn cơ của cốt doãn, có nhiều bài giãn cơ nhưng em thấy thì cái bài giãn cơ của cốt doãn là nó rất là hiệu quả đối với em, thì mọi người cứ cứ thử đi, trải nghiệm đi. Và đó thì đó là cái phần trải nghiệm ngày hôm nay. Em cũng xin rất là biết ơn thầy Tân đã nói chung là nhiều lần nhắn tin để mà mình sáng nay mọi người lên đơn 21 km rồi chơi luôn đó, thì sáng nay anh em mới gặp nhau và phước báo thì được cống hiến kinh pháp là cùng em Tài song hành chạy và cũng hoàn thành. Dạ, thì em vô cùng biết ơn cả nhà đã lắng nghe ạ. Dạ, đó là phần chia sẻ của Lực. Chúc mừng anh Lực. Lực hoàn thành Dạ, biết ơn thầy Tân, biết ơn cả nhà. 21 km sau mấy khóa luôn đó cả nhà. là siêu siêu nhân tài kiên trì mấy khóa luôn đó. Thì anh Lực cũng đã hoàn thành được 21 km sáng nay, và sáng nay thì anh Lực có trải nghiệm rất đặc biệt, đó là hỗ trợ bằng tài. Đó, bằng tài, không biết là tài có vô không ta, bằng tài, Em chào thầy và cả nhà. dạ chào cả nhà, dạ nhằm có thể bật mic lên để chào nhau ha, chào chào nhau rồi mình chào chị Trang, chào chị Quỳnh, chào chị Giao, chào anh Phát, chào anh Linh, chào anh Long, chào chị Lan, chào anh Tuấn, chào chị Nhi, Em chị chào cả nhà, em không thật nhiên hỏi con. thì Hôm sáng nay nay em đi bộ nhiều hơn chạy thầy ơi, nhưng mà cũng được hơn 10 cây. chào chị Kiều, Chào 10 cả nhà. cây là ngon rồi, lấy đà cho khóa mới 10 cây là ngon rồi, khóa mới chắc nhận hiện thực xong cái khóa mới là tuần đầu tiên tốt nghiệp luôn, tốt nghiệp luôn, nhiều anh chị về đích sớm có phần thưởng mà, khóa K07 là về đích sớm có phần thưởng nha. Thì sáng nay anh Lực có trải nghiệm rất đặc biệt, đó là hỗ trợ bằng tài. Bằng tài là khiếm khuyết về về nhìn đó. Dạ thì nhưng mà bạn rất nghị lực ha, bạn là tài đã chạy 21 km 2 lần rồi đó anh chị. Dạ, sáng nay là có hỗ trợ bằng tài thì cái trải nghiệm chạy bằng tài không biết là sao anh Lực. Lát cho mọi người xem buộc dây á cả nhà, tay có một sợi dây á, để hỗ trợ cho các bạn á. Là xuyên suốt luôn hay là thay phiên nhau dẫn bằng tài anh? Lực được xuyên suốt với Tài luôn, hai anh em đi nói chuyện nhau nói chung rất là vui. Tài cũng rất là chạy cũng rất là thong dong mọi người, có nghĩa là có lúc anh em cũng thấy chân căng, nhưng mà đặt ý là duy trì lúc đầu tính là 2 km cuối là sẽ tăng pace lên. Tăng pace lên cao, nhưng mà lúc đó cũng cùng với mọi người dìu nhau chạy. Và tới gần như là chỉ nghỉ có chút xíu em nghĩ là khoảng 2 phút là đi bộ thôi, còn lại phần còn lại là cứ tới vòng 2 km là uống nước rồi chạy, uống nước rồi chạy, là không có đi bộ. Chỉ đi bộ đúng 2 phút mà lúc em thấy đau quá thôi, tài tài từ 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 là lúc đó cái nội tâm của em lúc đó nó đấu tranh dữ lắm, là lúc đó thôi tài tài từ 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 là hai em đi bộ được đoạn rồi, sau cái Biết lại chạy tiếp thành về. lắm à, đúng không Dạ ạ? thì đó em mới nói là thực ra tài dắt em mà. Thì hai em cũng cũng đồng hành rất rất là vui ạ. Và một cái nữa em muốn chia sẻ, em thấy rất là phước báu luôn, phước báu ở cái cạnh là khi em chạy á thì có rất nhiều người hỏi ủa sao hai người chơi có trò chơi gì mà lại cột dây vào tay nhau. Thì em nói là em chơi trò chơi đồng đội, xong hồi sau họ quan sát thì họ thấy à tài khí huyết về mắt á mọi người, và họ họ rất là thấy rất là hay, họ cũng kiểu như là mình truyền cảm hứng được cho những người mà không có nhìn thấy đường á mọi người, mà họ có thể chạy được 21 km.
và có rất nhiều người đi một hồi, họ cũng chạy chung với mình mấy vòng nhưng họ cũng chưa nhận ra đâu, nhưng sau đó họ chụp hình lại, họ nhận ra rồi bắt đầu họ chụp hình lại. Thì em rất là may ở cái là, rất là hay ở cái là có thể những tấm hình đó là lan tỏa cho những người khiếm thị khác, là họ có niềm tin rằng họ có thể chạy được mọi người. Dạ, đó là cái mà em thấy rất là ý nghĩa. Anh cứ chia sẻ đi, em mở hình hiện Dạ tại. dạ em thấy lúc lúc mà em thấy mọi người chụp hình em cảm động nội tâm ở cái khía cạnh đó lắm. Em nghĩ là mình với tài song hành với nhau như vậy nhưng mà có thể là lan tỏa được cái truyền được cảm hứng cho những bạn khiếm thị khác. Dạ, rất là tuyệt vời. Tài là lần thứ ba mọi người, lần thứ ba hoàn thành 21 km. Dạ, nếu mà hôm nay em chưa gặp Tài á, thì em cũng không không thể nghĩ rằng á, một người không có thấy đường, mọi người không nhìn thấy đường mà chạy được hoàn thành 21 km lần thứ ba. Dạ, thì hôm nay em mới nói là hôm nay là Tài dẫn em chứ không phải là em dẫn Tài. Và tài lực đi với nhau ạ. À. Và thấy phước báu lắm. Đó. Dạ. Nó tài lực luôn. Dạ. À, chính là đây là tài, đây là các bạn Dạ. chạy nhờ một người hỗ trợ buộc tay gì đó thì sẽ buộc tay vào như vậy này để hỗ trợ cho các bạn chạy. Chắc tài cũng đặt ý thi Iron Man đó chị, thì chưa thi full thì sẽ thi thi đồng đội á, thì cũng có luôn ha cả nhà. Thì Iron Man các mùa thì bên tổ chức quýt đó cũng có những anh chị khiếm thị như là chị Giang Đậu nè, rồi anh Song nè. À, thì cũng chạy hết rồi cả nhà. À, họ sẽ thi phần chạy, họ sẽ thiết kế làm sao để đạp xe, có thể đạp xe đôi hay sao đó. À, rồi để hỗ trợ cho mọi người có thể là thi ba môn luôn á, dần dần mọi người sẽ thi được ba môn có rồi. Thực ra nước ngoài khi thấy thi ba môn là cũng có rồi đó. À, hỗ trợ nhỏ thi ba môn luôn. À, thấy có được hai bên đây là team buổi sáng bên An Sương ha. Dạ dạ ha, đó. À, bên Sala. Dạ thì công viên Sala thì sẽ là điểm chính để mình tụ chúng để mình chạy ha cả nhà. Thì anh chị sắp xếp mỗi tháng mỗi khóa thì các coach sẽ hỗ trợ cho nhà mình, đó là chạy ở công viên Sala. Dạ thì sắp tới có thêm điểm An Sương. Sẽ có điểm An Sương gì mà sáng nay đông nha. An Sương sáng nay là khoảng tầm 13 anh chị. Còn Sala hình như là như là hồi nãy đếm là nhiêu anh Lực này, 9 hay 10 hả? Dạ yeah. Thì cũng Dạ, 9 người ạ. Dạ. nhưng mà ăn xương đông á. Dạ yeah. Thì cánh tây sẽ tập kết lên ăn xương, còn cánh đông thì tập kết bên Sala để nhà mình chạy. Dạ yeah. Đó thì đó là chia sẻ về trải nghiệm của anh Lực khi mà đồng hành cùng với bạn Tài. Thì nói chung là cũng nâng đỡ nhau đó nha. Mình muốn nâng tầm thể chất của mình á, thì đó mình hãy nâng cao giá trị nâng tầm thể chất cho người khác thì mình sẽ nâng tầm thể chất chính mình. Nên sáng nay một số anh chị đi chạy nè, rồi mình chưa chạy thì mình hỗ trợ, mình tiếp nước này, mình cổ vũ này, là đêm bắt đầu mình làm rõ cái hình ra đó, bắt đầu làm rõ cái hình đó mình thấy người ta chạy được anh chị, bắt đầu thấy cái mình cũng cũng đồng tần số á, mình ngưỡng mộ đó, thì dần 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 anh chị cũng sẽ đạt được cái đó. Đó nên là khóa tới thì anh chị nhận được hiện thực, anh chị chạy nhanh lắm, ngon lắm, khoảng tầm đâu đó tuần 1 là có thể anh chị tốt nghiệp được 21 km đó. Có sự đồng hành của các coach anh chị sẽ tốt nghiệp nhanh hơn nữa. Dạ biết ơn anh Lực. Dạ, cả nhà sáng nay đây chắc ưu tiên các anh chị hoàn thành 21 trước cả nhà nha. Thì sáng nay có anh chị nào hoàn thành 21 nữa mình cùng chia sẻ với cả nhà này điểm chạy của anh Lực coi không ta, điểm chạy An Sương nha. Dạ xin mời các anh chị điểm chạy An Sương này. Mời các chị đi chơi ăn xương. Ê, cha chị em phát biểu rồi. À, giới thiệu về Nghe ông mình ta kết nối luôn hai chị ở quận mấy luôn để đôi khi anh chị em gần nhau mà lại không biết mình ở gần nhau mới chết. chào thầy Tăng, chào cả nhà, cũng rất là biết ơn. Kiều thì hiện nay đang ở Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, thì Kiều ở đang ở khu công nghiệp Bến Lọc, khu dân cư Bến Lọc á, thì sáng nay mới biết được Triệu Anh gần sát nhà luôn. Nhưng mà đúng là hồi giờ là mình biết nhau nhưng mà không biết địa điểm nhau, nên dẫn đến là ở gần mà giống như ở xa nhà. Biết ơn là nhân duyên, thì bản thân Kiều cũng cũng làm bên sức khỏe nhưng mà thấy mọi người chạy mà cũng bài học rút ra là bản thân của mình không có ra quyết định cả nhà, cứ chạy tàn tàn.
Nhưng mà cách đây mấy tháng thì cũng mấy tháng nay thì cũng không chạy, nhưng mà hôm qua thấy Tân đăng lên cái bài đăng đó thì mình nghĩ thôi, mình cũng đang thấy mình gần An Sương thôi, mình gần nhà mình chạy, thì sáng nay cũng ra quyết định. Trước khi đi thì ông xã nói là em chạy vừa thôi nha em, nhưng mà khi đi xuống á thì bản thân cũng hoàn thành được 20 km. Thì hồi nãy nghe có về chia sẻ hiện thực của anh Lực á, thì mình thấy đúng là mình ghi nhận bản thân của mình, còn đúng là cái bản thân của mình có thể làm tốt hơn rất là nhiều, nhưng mà quan trọng là mình có khả năng ra quyết định hay không thôi. Và một điều nữa đó là để hoàn thành này thì bài học của Kiều nhận được đó là cái sự hỗ trợ của đồng đội, đó là Tăng Tăng luôn hỗ trợ sát sao. Với cái thứ hai nữa là Nhung với lại các chị em hỗ trợ về cái điểm nghỉ khoảng 2-3 cây thì dừng lại uống nước hoặc mình ăn trái cây rồi mình đi. Thì như vậy cái lực của mình, bài học rút ra của Kiều là lúc mà xe hồng vũ trụ 5 tiếng, Kiều là mentor 5, thì lúc mà 4 tiếng rưỡi thì Kiều nghĩ là cái sức khỏe, thế là Kiều Kiều không có bổ sung. Đến khi mà mình nó tuột năng lượng xuống là bắt đầu mình thấy về hôm nay thì có cái bài học đó, thì sau khoảng 2 cây, hơn 2 cây là mình phải tiếp năng lượng. Thì cái quá trình mà mình chạy 21 cây thì nó tuy là nó chưa có được gọi là mình phải xuyên suốt, nhưng mà mình có giai đoạn nghỉ, còn trong quá trình chạy thì Kiều luôn chạy chứ Kiều không có đi bộ. Thì đó cũng ghi nhận bản thân của mình. Thì mình đặt ý là thôi mình bữa cái K07 thì Kiều cũng không biết, nên Kiều cũng vô, nên là hôm nay cũng đi đi để trải nghiệm cả nhà. Thì gọi là một phát ăn 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 may á, thì cho thêm đó là mình bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, kết hợp với lại cái chạy này phải có đồng đội á. Đồng đội hôm nay cũng biết ơn bạn Bình á, mentor 6 rất là nghị lực luôn, chạy cùng nhau và chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra. Về trên hành trình mình đi á, mình cứ chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra thì mình có đồng đội á, nó cũng rất là nhanh về mình hoàn thành cái việc mình chia sẻ, nó nhẹ nhàng lắm, mình đi nó, mình chạy rất là nhẹ nhàng. Với cái thứ hai nữa mà khúc cuối á, còn 1 km á, thì Kiều 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 chạy trước, thì đỡ cho mà bản thân của mình, nếu mà mình có cái mục tiêu á mà đồng đội của mình không đi cùng với mình thì mình có hoàn thành hay không, thì Kiều cũng trải nghiệm để mình có thêm cái bài học đó. Thì một lần nữa là biết ơn Tăng, biết ơn Dung, biết ơn các chị em ở bên chỗ An Sương để cùng nhau để mà giúp Kiều hoàn thành được 21 km đầu đời của mình. Và mình nghĩ mình ăn học nó ngon hơn nữa thì chắc là mình cải thiện được cái bay với cái thời gian nó tốt hơn. Rồi biết ơn cả nhà đã lắng nghe. Rồi. Cả nhà thả tim tha hoa, chúc mừng nhiều với Dạ, ngày chúc mừng cô Kiều. chúc mừng cho sớm ha. Dạ Đầu đời mà làm như thế này ai theo kịp em hả? Dạ. Em cũng nói chung là ở đây mà cứ nghĩ rồi chạy chạy như vậy, mà có chị Quỳnh nữa động lực lớn để em chạy nè. Ủa vậy hả? Dạ. Em với chị về trước, trốn chị về trước. Thì chị về trước là bản thân của mình, nếu mà đồng đội mình không về cùng với mình có đi hay không, đúng không? Đó, thêm bài học cho em đó. Biết ơn cả nhà. Cảm ơn em. Còn chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra nữa ha, sáng dài bữa dắt làm áo chạy bộ để ngủ á. Hay là chạy bộ chia sẻ tâm đắc ngộ. Hay đó, hay đó Tân à. Mình đi mình chia sẻ với học tâm đắc rồi mình quên thời gian luôn á. Rồi có đọc khẩu quyết nữa hả? À. Đọc quyết bộ nữa hay lắm á cả nhà. Lúc mà mình chạy á, tại vì đối với 21 cây hay thì khoảng 15 cây là thể lực, nhưng mà sau 15 cây là tinh thần và sức khỏe xã hội là chính, nên là lúc đó hay gọi là ý chí á. Nên là mình có những cái câu khẩu quyết chạy bộ để mình đọc á anh chị, hoặc là mình nghe nhạc nghe kia gì đó. Thì khẩu quyết chạy bộ thì có gửi lên nhóm anh chị tải đó, vậy cài nền điện thoại cũng được để mình nhớ mình đọc. Mình có câu nữa là sáu chữ vàng đó hành động nè, đơn giản mà làm, vui vẻ mà làm, tin tưởng mà làm, nhẹ nhàng mà làm, thường xuyên làm, dụng tâm làm. Mình đọc theo nhịp á. Rồi mình gửi chị một câu nữa thì khá là hay. Cái mùa mà lúc đó cái mùa đó là của chạy bộ xác lập kỷ lục biển á,
À, thì đó là chạy nhẹ tựa lông thong dong về đích, mình chạy mình đọc theo cái nhịp á, chạy nhẹ tựa lông thong dong về đích vậy đó, thì tự nhiên mình thấy ô bắt đầu mình cảm thấy khác là mình nhẹ nhàng đúng không, và mình thong dong đến về đích đó. À, sáng nay có truyền cho chị Kiều với chị Bình đó. À, thì nhà mình lưu mấy câu khẩu quyết đó về anh chị, nó sẽ hỗ trợ cho nhà mình rất nhiều từ khoảng km 15 trở đi á. À, để mình chạy được á. Dạ, chúc mừng chị Kiều luôn, định tâm ở vạch đích thì không còn nào cản nội tâm nữa, và sáng nay thì chị Kiều định tâm 1 Là vào đây năm trước km. Dạ, chị Lan chia sẻ gì không? Chị Lan. dạ con chào thầy và mọi người. Dạ. Em Sáng thì nay hôm nay sao chị, sáng nay chị buổi chạy. trên tinh thần là đi cổ vũ mọi người chạy khoảng 1-2 cây thôi, nhưng mà không ngờ đến đó có năng lượng tụ chúng á, vui quá, thấy mọi người chạy nhiệt tình quá, em cũng ráng đu theo, vừa chạy mà vừa đi bộ cũng được hơn 10 cây, lần đầu tiên trong cuộc đời được hơn 10 cây thầy. Ngon, ngon quá, được 10 cây với chị Quỳnh cũng 10 cây đúng không? Dạ Ừ, ngon quá trời luôn, lấy đà 10 cây ngon rồi. Thời lần đầu tiên trong cuộc đời ngày ngày chồng gian ngày khai là giảng. Quỳnh cũng đã, dạ dạ Sao một Quỳnh ngày cũng khai đạt giảng ý em 10 không? cây, cuối cùng là cũng gỡ một tiếng, thế là ngon rồi, Về dạ thấy ngon hả chị? Ngon hơn ngon so rồi. với lại trước kia rồi chị ơi, 10 quá cây là ngon ngon. rồi nên Dạ, những lần đầu mà dạ. mình chạy được vậy là rất ngon, bởi vì em chạy 10 cây thì cũng lâu lắm á chị, mấy tháng, đôi khi cũng mấy năm mới chạy được 10 cây. Bây giờ mình có khái niệm nguồn, mình tụ chúng nữa, mình làm rất tốt, và khóa tới thì cũng sẽ hỗ trợ các điểm chạy đó, thì anh chị mình sắp xếp mình tham gia, có thể mình rủ những người bạn của mình cùng tham gia nữa. À, thì cũng đăng ký tí xíu để biết lực lượng để chuẩn bị tốt nhất về trái cây này, nước uống này, và khóa tới á. Khóa tới thì sẽ xin phép dùng quỹ đồng trinh, anh chị sẽ mua một mua năng lượng á, mua cái viên năng lượng á, để hỗ trợ các điểm chạy cái lúc mà offline mình tụ chúng á, thì sẽ hỗ trợ nhà mình khoảng tầm một buổi chạy một người khoảng 2 viên. Thì có viên năng lượng này, rồi mình ăn trái cây, rồi mình uống nước nữa, thì anh chị đủ năng lượng rồi để về đích thì rất là ngon. Thì khóa tới sẽ hỗ trợ thêm nhà mình ở các điểm chạy, hỗ trợ thêm viên năng lượng ha, để nhà mình chạy ngon cái nha. Chị thấy đường chạy An Sương á cũng khá là nhiều người gần gần khu này á, mình duy trì điểm này đi cuối tuần. À, cũng mới, nói chung là cũng thông báo gần luôn mà nhà mình tham gia vậy là cũng đông á, em nghĩ chắc có 6-7 anh chị thôi. Xong mấy người thế là phải đi mua thêm quả dưa nữa. Chạy bộ mà có dưa ăn ngon đó không cả nhà. Chạy bộ anh chị có thể chuẩn bị trái cây là dưa á, dưa là dễ ăn nhất, nó mát nó ngọt anh chị, dễ ăn. Rồi mình chuẩn bị thêm nước mật ong nè, hoặc là nước đường, đường mía hạ thủ ô á đó. Rồi về cơ bản là rồi rồi điện giải, hoặc là nếu mà nữa thì có agua ngon. Nhà sáng thì cũng hỗ trợ nhà mình agua ngon này, sáng là nhỏ agua ngon vô nước nhà mình hết á. Các anh chị chạy sau như là chị Bình, chị Kiều á, thì có để lại agua ngon nhỏ nhiều thêm tí xíu để các chị chạy dài á, mình uống rồi để nó hỗ trợ phục hồi cơ, nó giãn các cơ ra để phục hồi cơ. Nên anh chị chạy bộ thì nhớ về gọi là về dinh dưỡng đấy ha, về năng lượng mình kỹ tí xíu nó thì mình phục hồi cơ rất tốt, nhanh khỏe. Với chị Quỳnh sáng nay có chia sẻ gì về chạy bộ không chị? Là 10 km đầu tiên hả? 10 km đầu tiên sáng nay thì biết ơn thầy Tân lắm lắm, biết ơn cả Nhung, biết ơn tất cả mọi người. Sáng nay thật ra là tối hôm qua học xong nên tôi dinh dưỡng cũng trong to cũng sớm, nhưng mà kiểu như là sáng nay dự định là đi chạy nên là thành ra kiểu hồi hộp kiểu sao á, ngủ chắc là tầm 1 giờ mới ngủ. Thì có nhắn anh Hồng là gọi em đi, nhưng mà không thấy anh trả lời thì nghĩ đâu là anh có đi hay không thì không biết. Xong rồi ngủ tắt wifi ngủ cái off đi, cái anh gọi thì mình cũng cũng dậy đi, xong đi trễ thì thấy mọi người chạy, tức là bình thường mình đi mình chạy một mình ấy,
thì giống như là nó phải có cái năng lượng gì nó kéo lại mình đi được, còn đâu mà cứ thấy là hơi mệt mỏi mỏi cái là muốn muốn chạy về liền rồi. Nhưng mà đi có đồng đội, có mọi người ấy, thấy người đằng trước hoặc thấy người đằng sau, hoặc là có người ở cái điểm đỗ ấy, mà đang đứng ở đấy đợi mình ấy, thì mình cảm nhận thấy nó nhanh lắm, cái vòng chạy nó nhanh lắm. Ủa mới đó chạy một một xíu mà đã được 3 vòng rồi. Thế xong rồi thực ra là mình cũng đặt ý là chạy 10 cây thôi, xong rồi đi về. Thực ra cũng có hẹn khách nên là chạy tới đó rồi về, chứ thực ra là cũng không có mệt gì, cũng chưa có gì. Còn nói anh Hùng là em còn chưa có khỏi là mồ hôi nữa, biết chừng nào có mồ hôi. Thì chạy là việc chạy, thì khi mà có cái năng lượng đấy thì mình nghĩ là chạy 1 cây là chạy qua này rất là đường dài, nên là nó cũng xóa đi cái rào cản của mình á. Ngày xưa là cái môn chạy bộ là cái môn gọi là luôn luôn được 4 điểm hoặc 5 điểm gì đấy, là nhờ quen ông thầy, nhờ làm thân với ông thầy mới được 4 5 điểm để lên trên trung bình, thì giờ là có thể chạy được. Với lại thực ra là cũng nhờ dinh dưỡng, nhờ ăn không ngon, thì sau cái thời gian phải trải nghiệm là sử dụng ăn không ngon thì cũng là mình vận động đơn giản hơn. Cộng với việc là mình khi mình mở khớp được á, với lại trong cái thời gian mà đại hội của Mentor 5 nó xem những chụp á, thì sau đợt đấy về là mình thấy chạy bộ nó đơn giản hơn trước. Trước là cũng có chạy đó, nhưng mà chưa bao giờ chạy lên được tới 5 cây. Chạy gọi là rất là nặng nề, cái chân nó rất là nặng nề. Nhưng mà sau cái phần này thì khi mở thuốc toàn bộ xong rồi mình lại xem vũ trụ, rồi mình có dinh dưỡng, rồi mình có cái hình ảnh rõ nét hơn đó, thì mình chạy nó đơn giản hơn. Rất là biết ơn các thầy, rất là biết ơn các anh chị, rất là mọi người đã cùng đồng hành. Với cảm nhận mà vừa đi chạy xong lại vừa có người đồng hành, bạn này còn này còn cùng 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 đồng ngôn nữa. Xong cái về nhà cảm nhận như là tối ngủ cũng khoảng độ chắc được 3 tiếng, mà về thì cũng không buồn ngủ đâu, nhưng mà cũng cố tình nằm ngủ thêm một tí. Thì dậy thì cái chân á là do Quỳnh là 3 cây sau là Quỳnh thả ra, Quỳnh đi đi chân đất để chạy, thì cái chân nó hơi đau ở phần cổ chân một xíu do cái lực nó đẩy lên. Thì đó cũng là cái bài học đó. Nhưng mà cái cảm nhận mà khi chạy bằng trên không nó cũng rất là đã, rất là biết ơn cả nhà, biết ơn thầy Tâm, biết ơn cả nhà. Chúc mừng chị Quỳnh. Mục tiêu sắp tới thôi chị, mục tiêu sắp tới thôi. À có chị Hằng nữa nè. Tiêu Mục sắp tiêu sắp tới là lần sau chắc chắn là sẽ chạy 20 cây. tới. Lần đầu tiên em vào Zoom trực tiếp cùng với thầy, hồi giờ toàn là xem lại không mà không có thời gian vào Zoom trực tiếp luôn. Hôm Chị nay nhờ cái quá trình hoàn thành Hằng. 21 Sáng nay chị cây mà chị. ta giao lưu được với nhau. Ừ, sáng nay chị Hằng. Sáng nay chạy được 21 cây, 21 cây. Wow, chạy một mình luôn. Có một mình luôn hả? Chạy một mình luôn, mới có gửi lên trên group á, lên trên nhóm á. Ừ, chị tới điểm chạy mà điểm chạy không có ai hết trơn, chị chạy luôn. Chạy đến điểm chạy không có một người nào luôn, chỉ trong tối thui luôn. Đấy hồi về nhà chị Liễu thì mới gọi, may mà ông xã chở đi, chứ nếu mà ông xã không chở đi không biết để xe ở đâu. À, ông xã Xịn chở quá đi trời xong luôn ạ, chúc mừng ông chị. xã về. Tinh thần tốt quá, chạy một mình luôn, tới không có ai cũng chạy luôn 21 km. Mà chị Hằng cũng chạy nhiều lần mà đúng không? Mình thì cái hành trình chạy của mình thì cũng là tương đối lâu rồi. Cái hôm nay là thủ tiên thì vào gặp được nhóm mình, thế cái thấy cũng có nhiều bài tập cũng bổ ích. Thế lại thấy trong cái nhóm mình nhiều giá trị, thế là mình ở trong này mà mình đi làm ít à, không có thời gian vào Zoom trực tiếp, toàn là kiểu như là nhờ thầy kiểu gửi lên Zoom lại trên nhóm ấy, xong rồi cái mình vào mình xem, vào xem thấy mọi người chia sẻ rồi mọi người nói chuyện, thế thấy hay ý nghĩa quá. Thì mình ở trời đây rồi có một cái, như là một có cái môi trường để cùng nhau ấy, chứ còn hồi giờ thì mình toàn tập luyện một mình không à. Chị ở đâu? Bình Dương nhỉ? Mình ở gần trung tâm luôn á,
gần gần Ồ. gần 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 Hồ Bơi Cộng Đồng 2 luôn á, cách đấy khoảng tầm 4 cây hơn. Tiện quá. Vài bữa qua giao lưu qua bơi rồi giao lưu với anh Vi Long thì Liễu anh Thắng mình biết nhau mình Có biết thì sao rồi? Dạ, cái lần Vi tới. Long, Liễu bên Thắng là làm trong trong trung tâm cộng đồng luôn hả thầy? Ừ, đúng rồi, đó là các anh chị phụ trách ở hồ bơi với hồ bơi đó đó. Dạ Ừ. thôi. À, ngày mai có gửi thông báo thì về thông báo anh chị để mình nắm hen. Thì ngày mai là chủ nhật đúng không, thì có chương trình tụ chúng ở dưới trung tâm thể chất Bình Dương á, nếu như anh chị sắp xếp được thì mình tham gia. À, cái này tụ chúng luôn, cái nhà thì cũng có hướng dẫn nhà mình về chạy bộ và có chuyên thực chạy bộ. Thì tối ngày hôm nay sẽ có hai chị trong cộng đồng nó chạy 100 km, anh chị chạy cự ly 100 km, giải giải luôn chứ mấy chị bình thường giải luôn ở giải này ở Vạn Phúc á anh chị, 100 km luôn, và dự kiến thì hoàn thành trong vòng 13 tiếng. Thì sau đó là khoảng đâu 8-9 giờ sáng xong đó, thì chắc là ghé về trung tâm luôn chỉ được cho nhà mình. À tươi luôn hả nhà mình, Chạy về xong chứ rồi về trung tâm luôn đó hả? mà thì anh chị Ý sắp là xếp có thông báo ở ở bên trong nhóm á. Dạ không, anh Lực nhanh Lực coi lại gửi lên giúp em với. Thì tụ chúng đó thì anh chị ghé về trung tâm thì cũng có, nói chung là cũng có những hoạt động rồi cũng có ăn trưa và cũng có tặng áo cho các anh chị. Hình như là không nhớ là có chạy luôn 21 km luôn không, hay là huân tập thì không biết, nhưng mà mai là bắt đầu sẽ có chương trình đó là chúng ta đang có một chương trình. Thì nếu anh chị là mentor thì anh chị cũng nắm đúng không, thì đó là tặng vé thi Ironman Đà Nẵng. Thì dù anh chị chương trình đang rất là mở, thì dù không là mentor master thì anh chị là trong cộng đồng thôi, thì anh chị học nội tâm anh chị cũng có cơ hội để nhận vé. Đó là mình hoàn thành vậy này cả nhà, nhớ giúp em ba chuẩn này ha, anh chị đánh lại giúp em ba chuẩn này để mình nắm này, mình chỉ cần hoàn thành ba chuẩn này. Dạ, trong thời gian quy định là mình có cơ hội mình nhận được vé ha. Đó là mình chạy bộ 21 km dưới 3 giờ. À, chạy bộ 21 km dưới 3 giờ, nên là tháng 12 á thì sẽ hỗ trợ cho nhà mình đó là chạy 21 km dưới 3 giờ. Thì dành cho các anh chị mà đã chạy được và tốt nghiệp á, thì đơn giản với người mới thì em vẫn ưu tiên là hoàn thành trước, chứ anh chị mà mới mà anh chị đặt mục tiêu nhiều quá thì đôi khi mình ráng anh chị. À, nhưng mà 21 km dưới 3 giờ thì khả thi cái nhà, bởi vì nhiều chị lắm, đấy là các anh thì đôi khi cũng đơn giản, các chị thì cũng có nhiều chị lắm, lần đầu tiên là cũng chạy là 2 giờ mấy, 2 giờ 3 mấy, 2 giờ 4 mấy cũng có chị, nói chung là dưới dưới 3 giờ. À, là chúng ta lấy mục tiêu là 21 km dưới 3 giờ ha, nhưng mà sẽ bắt đầu từ từ mình nâng lên, đó là 2 giờ 30 rồi 2 giờ. Hiện thực thì cũng đã có là hai hai chân chạy là hoàn thành dưới 2 giờ rồi, 21 km dưới 2 giờ. Sáng nay có, sáng nay ở điểm chạy ăn sương là có chị Quyên á, tại cũng chưa có thời gian giới thiệu anh chị, thì chị Quyên áo xanh á là chỉ là chạy là 7 ngày chỉ chạy được 21 km. Thì chị rồi xong là khoảng ba coi như là 1 tháng sau đi hả, 35 ngày thì chị chạy được 21 km dưới dưới 2 giờ, tự chạy vậy đó, giống chạy giải vậy đó, tự chạy tự chuẩn bị này kia đó. Dưới 2 giờ là chị Quyên sáng nay có dắt con. Dưới hai À, giờ là bay năm mà thầy. đúng rồi, khoảng 7 năm đó, thì lấy cái mốc đó để mình phấn đấu ha, nên là hoàn thành trước đi rồi bắt đầu từ từ hoàn thành nó cũng đúng, đừng ráng quá ha. Đó thì anh chị nào mà có khao khát mình đi thi Ironman, và cái này là tặng vé cả nhà, là vé là gồm có là vé full Ironman khoảng đâu đó 10 triệu, rồi có bộ tri suit, một bộ tri suit của tổ chức VIP ha, rồi sẽ có thêm dinh dưỡng. Cái này thì không chắc, nhưng mà cũng sẽ có hỗ trợ về dinh dưỡng cho các anh chị thi đấu đó, nên là tương đương là cái vé là cũng gần 20 triệu. À, thì mình chỉ book vé vé xe thôi hoặc máy bay thôi, mình ra Đà Nẵng thôi là mình thi được rồi, tiết kiệm rất nhiều luôn cả nhà. Nên là việc mà chúng ta thi Ironman nó gần hơn rồi anh chị, nó gần hơn rất nhiều rồi, và từng có mục tiêu Ironman và đang hỗ trợ ở khu vực Bình Thuận. À, thì anh chị ở khu vực nào thì mình đăng ký trong đường link á, anh Lực gửi nhóm, thì anh chị đăng ký vô và anh chị chọn vùng, nó có 7 vùng thì mình chọn vùng, ví dụ như là ở Long An thì như là vùng mấy đó, Sài Gòn như vùng 4 hay gì đó, thì anh chị chọn vùng và trong vùng đó thì sẽ có người hỗ trợ cho nhà mình hết để mình tập, rồi thông báo này kia hết anh chị, khuyến khích nhà mình thi Ironman. Thì anh chị cộng đồng anh chị vẫn thi, vẫn có cơ hội để nhận vé nha, đó là mình chỉ cần mình tham gia mình học khóa thôi, nội tâm kiến tạo an vui là mình đồng ngôn giống vậy nè. Thì anh chị đồng ngôn anh chị hiểu về tổ chức, mình kết nối các đồng ngôn là anh chị có thể nhận vé được rồi. Và nhóm chúng ta chắc đặt mục tiêu luôn là khoảng 50 người thi Ironman nha anh chị,
thì cả full cả đồng đội luôn, mình mở rộng tiếng là cả full cả đồng đội luôn, sẵn mình lấy động đó làm động lực để luyện tập được chưa, chạy 21 km dưới 3 giờ ha. Nhưng mà Tân tin là anh chị đặt giúp Tân cái hình là 2 giờ 30 đi, mình đặt cái đích đó, đó anh chị, thì dù mình không đạt 2 giờ 30 thì đâu đó cũng 2 giờ 40 à, chứ đạt 3 giờ đôi khi cái nó hụt cái mốc anh chị à, thì 2 giờ 30 ha, chắc mình lấy luôn cái chuẩn là 2 giờ 30 của cộng đồng. À, bơi 2 cây số ở dưới 60 phút, bơi 2 cây số dưới 60 phút cũng khá thi luôn ha, cũng khá thi đấy anh chị, có thể bơi 2 cây số dưới 60 phút. Nếu anh chị nào mà chưa bơi, anh chị mới mà chưa bơi á, thì yên tâm là chúng ta cũng có những khóa hỗ trợ bơi online trong 7 ngày hả, 7 ngày 21 ngày đó là anh chị bơi được. Và nếu như anh chị nào ở Sài Gòn hay là Bình Dương đó, thì anh chị sẵn ở các trung tâm thể chất á, thì anh chị ghé tới anh chị bơi ngon lắm anh chị, thời gian ngắn thôi anh chị, 2 3 ngày thôi là anh chị đã có thể bơi được rồi. Còn chị bơi online hình như là mấy ngày anh Lực nhỉ, bơi online là 7 ngày hay là 21 ngày nhỉ? Dạ, em xin phép cung cấp một số các thông tin đó, thầy Tân. Có nghĩa là hôm bữa em có zoom cái buổi đầu tiên á, về chia sẻ về Ironman á, thì lúc đó là thầy cũng có nói, thì em không biết là thông tin có đính chính lại không, nhưng mà thời điểm đó thầy nói là cấp bib sẽ cấp theo mã số Mentor Master, dạ chứ không có cấp đốc cấp cộng đồng. Sẽ có cấp cộng đồng nhưng mà đó có thể là một vài cái vé đặc biệt. Vé đặc biệt có nghĩa là người đó có cái thành tích rất là tốt á, nên là tổ chức muốn tặng vé để đem về cái huy chương cho tổ chức á, thì sẽ có một vài cái vé như vậy. Dạ, và chỉ tài trợ solo Ironman thôi, có nghĩa là người mà thi 3 môn phối hợp á thì mới tài trợ thôi ạ. Đó thì em xin cái thông tin mà em nhận được là như vậy, thì chắc mình xem lại một chút. Là đang, mình Dạ. đang nói thi full đó, mình đang nói thi full đó, còn thi đồng đội thì anh chị sẽ tự túc, mình đang nói là thi full luôn 3 môn bơi đạp chạy á, thì Dạ, ý là dạ. Ý ưu tiên là thi full thì hiện tại tổ chức bên mình á là tài trợ cho người có mã số Mentor Master thôi. Dạ. Mà cái người bên ngoài cộng đồng thì hiện tại chưa mọi người. Dạ. Đó thì em xác nhận thông thì tin đó. đúng sẽ cho mentor master, nhưng mà cũng sẽ trừ hao tới trường hợp là mentor master không có đủ ấy, là chưa có đủ người thi anh chị, thì vẫn đang Dạ. nhiều để mọi người thi, thì vẫn sẽ có suất cho cộng đồng, nó như sẽ xét anh chị Dạ. là sẽ xét từ trên xuống, nên là mình nếu mình có thành tích tốt á, nhân lực đó là mình có thành tích tốt ở cả nhà, thì mình vẫn có cơ hội để mình nhận vé ha, nên là mình thể hiện giống như là mình giỏi đến mức mà người ta không thể ngó lơ anh chị, và phải mời mình đi thi dạ. Nhưng mà cũng điều kiện Dạ. là qua thối nội tâm kiến tạ ăn vui và đồng ngôn ha cả nhà. À, thì anh chị cứ giữ hình đi, mình cứ giữ hình mà có khao khát thì em tin là cũng mình cũng sẽ có cơ hội để mình thi. Còn nếu mà tới đó mình không được tài trợ vé không sao hết, thì mình cũng sẽ dạ, mình cũng sẽ đi thi. À, thì lúc đó tới đó thì hiện tại thì cũng đang phát triển quỹ đồng trinh cả nhà. À, thì có thể gì ạ? Tới đó thì cũng sẽ có nhiều chương trình để hỗ trợ cho các anh chị để có thể mình thi được. Được không cả nhà? Để mình chinh phục Ironman. À dạ biết ơn anh Lực. Còn về bơi thì anh Lực cũng có hiện thực về bơi, thì khóa bơi online sao anh Lực nhỉ? Em cũng xin phép chia sẻ một chút thông tin về bên học bơi ạ. Học bơi thì lúc trước là sẽ bơi 21 ngày. Tuy nhiên thì câu lạc bộ thể thống thắng bàn với nhau là 21 ngày á, thì đôi khi cái thời gian nó dài á, mọi người sẽ bị hơi bị rào cản về cái vấn đề tham gia đầy đủ á. Thì bây giờ là sẽ là 7 ngày thôi ạ. Có nghĩa là cái lộ trình bơi của mình chỉ có 7 ngày thôi mọi người. Thì dễ để chúng ta hoàn thành hơn. Và cứ mỗi thứ hai hàng tuần á là sẽ khai giảng một khóa bơi mới. Dạ, và nữa là bên cộng đồng của mình á là sẽ hỗ trợ bơi trực tiếp bơi tại hồ, tại tại lái thiêu, cà phê container, hồ bơi lái thiêu, thì từ thứ hai đến thứ sáu, cái khung thời gian là từ 6:30 buổi chiều tới như 18:30 là 10 gì 20:30 thì phải. Dạ, em không nhớ chính xác nhưng mà cái khung giờ là buổi tối ạ. À, nó lực giống như là sau giờ làm thì mọi người ghé qua tập bơi. Dạ đúng rồi. Thì hiện thực của Lực em cũng xin chia sẻ là trước đó thì em chưa có biết bơi, nhưng mà em học online 21 ngày và xuống đó bơi 3 ngày trực tiếp với thầy cô, thì mình cũng rất là tập trung. Có nghĩa là có rất nhiều thứ mình không biết nhưng mà thầy cứ nói sao mình làm vậy. Ngày hôm đầu thầy mọi người cứ hình dung là ngày hôm đầu thầy cho tập những cái động tác mà mình thấy cũng, nếu mà người không có kiên nhẫn là sẽ bỏ cuộc ngay, nhưng mà em cứ đặt ý thôi, thầy nói sao thì mình làm vậy. Thì đến ngày thứ ba là em bơi được,
Thì đến ngày thứ sáu là em bơi được khoảng ngày thứ sáu là em bơi được 2 km. Dạ, có nghĩa là 6 ngày xuống hồ đó mọi người. 6 ngày xuống hồ là mình bơi được rồi. Nên mọi người nếu mà muốn hoàn thành cái hành trình thể chất á, đặc biệt là cái môn bơi lội á, thì mình đặt ý là mình dành khung thời gian là khoảng chừng 1 tiếng rưỡi 7 ngày liên tục online. Mình chọn khung buổi trưa hoặc là buổi tối. Buổi trưa thì thường là sẽ là bơi sải, buổi tối là sẽ là bơi ếch. Nhưng mà bây giờ cộng đồng mình đang tổ chức của mình đang tập trung vào bơi ếch nhiều hơn. Tại vì cái môn đó một là dễ chuyển giao hơn, thứ hai là nó cũng đa năng hơn đó mọi người. Dạ. Mọi người dành thêm mấy buổi để thực tập tại hồ. Tốt nhất á, là mọi người lên tới trung tâm, Như em thì tới 3 buổi là em thấy khá là ok đó. Dạ, còn tập tại nhà thì mình không có rõ khái niệm á. Rồi cũng không rõ hình á, thì mình tập nó mất thời gian nhiều hơn rất nhiều á. Dạ, thì em xuống đó mấy hôm em tập trung thôi là em thấy rất là ok đó mọi người. Dạ, đó là thông tin em xin phép chia sẻ. Rồi em có gửi cái Google Map ở trên trên đôi chat đó anh chị, đó là cà phê Lái Thiêu, anh chị có thể container Lái Thiêu, container nó có tên là container Lái Thiêu, anh chị có thể search cà phê container Lái Thiêu cũng được, thì sẽ ra là cái hồ bơi Lái Thiêu, và ở dưới trung tâm thể chất thì cũng có. Anh chị mà tới đó là anh chị chỉ cần nói là mentor hoặc trong cộng đồng thôi, đọc mật khẩu ra anh chị đọc mật khẩu nhà quýt ra là anh chị sẽ được hỗ trợ bơi. Có anh Thắng nè, có anh Long nè, rồi hình như một số anh chị nữa ở dưới hồ bơi trung tâm thể chất á. Dạ. Thì anh chị sắp xếp được thì mình ghé bơi, hoặc là nếu anh chị nào ở xa nha thì em gợi ý là anh chị học bơi online. Sau đó anh chị nên ở xem khu vực gần mình có những anh chị đồng ngôn không? Sẽ có anh chị ở các tỉnh bây giờ đều có hết à. Bắt đầu mình kết nối và mình nhờ các anh chị hỗ trợ cho mình bơi, người ta bơi được rồi đó thì sẽ hỗ trợ cho mình bơi anh chị. Buổi 2 buổi thôi mình nắm được khái niệm nguồn hết rồi, anh chị xuống nước á sẽ hỗ trợ cho anh chị bơi được các cả nhà. Thì anh chị có thể là ở xa thì anh chị có thể sắp xếp ha, có người hỗ trợ cho mình nữa thì mình sẽ bơi rất là ngon, hoặc có dịp nào đó mình tụ chúng. Sắp tới thì trung tâm thể chất Bình Dương sẽ có điểm lưu trú khoảng 100, gọi là 100 giường á anh chị, thì anh chị có thể là sắp xếp tới đó để mình ở, mình luyện tập 2 3 ngày thôi là anh chị có thể bơi được 2 cây 5 cây rồi mình chạy bộ được không cả nhà. Nhà mình thấy bơi ngon nên về chuẩn bơi anh chị yên tâm là khoảng tháng 2 thì mình mới bơi, đâu đó những khoảng tháng 2 gì đó thì mình mới bơi. Nên hiện tại thì mình chạy bộ trước rồi sau đó bắt đầu mình tập bơi, rồi mình lấy cái chuẩn bơi là 2 km dưới 60 giờ, dưới 60 phút. Nhà nắm chuẩn thứ hai hay là bơi 2 km dưới 60 phút, và chuẩn thứ ba là squat, không phải, đạp xe 90 cây dưới 4 giờ, dưới 4 giờ. Thì đâu đó anh chị bây giờ mình chưa đạp xe được đúng không, thì mình squat trước anh chị, mình squat đứng lên ngồi xuống á. Thì mình squat khoảng tầm là 5.000 cái hả, 5.000 hay 10.000 ta, một cái là 30 phút, một cái 30 phút 1 tiếng, thì đâu đó những 10.000 cái á, anh chị squat khoảng 10.000 cái thì mình đạp xe được ngon. Thì gợi ý anh chị đang nên tụ chúng để squat nha, đừng squat mình, tụ chúng mà để mình làm thì nó ngon hơn nhiều á. Nhà mình nắm được 3 chuẩn đó không thì sắp tới cũng sẽ hỗ trợ cho anh chị để mình có thể mình đạt được những chuẩn đó, và mình hướng tới là 50 ha, thì mình sẽ là 50 người chúng ta sẽ thi Ironman cả full và cả đồng đội hết. Với một số anh chị họ có thể là mình chạy bộ 21 km anh chị đi thi Ironman được rồi. Nhà mình nắm được tinh thần không cả nhà có anh chị nào hôm nay có anh chị có câu hỏi không, mới anh chị có câu hỏi gì không? Ironman tổng thời gian hình như là 8 tiếng. 8 tiếng, nên là những cái chuẩn đó, đó anh chị là chưa tính thời gian chuyển giao ha, thì vừa cộng lại là 8 tiếng, 4 tiếng đạp xe, 3 tiếng chạy bộ và 1 tiếng bơi là 8. Thì đương nhiên vô thi mình sẽ từ từ mình cai gen lên đó anh chị, thì mình có những cái Dạ, điểm. 8 giờ 30 phút đó phải không? Tổng Dạ. thời gian là 8 giờ 30 phút. Dạ, Yeah. là Thì cộng lại 30 cắt phút không hết. là chuyển tiếp các phần á. Là trừ hao luôn, là chuẩn đó là thấp nhất rồi anh chị, thì mình canh ví dụ như vô thiêm vậy đó, mình canh là mình bơi là phải trong thời gian đó, rồi mình đạp xe là trong thời gian đó, mình chạy bộ trong thời gian đó, thì mình có khả năng mình về đích trong thời gian đó thì mình nhận huy chương. Không, nên nhà mình sắp tới mình hướng tới chuẩn Ironman ha, thì mình vẫn lấy nền tảng chạy bộ để mình rèn sức bền cả nhà, mình lấy nền tảng chạy bộ để mình rèn sức bền. Thì sẵn đây hỗ trợ tí xíu nè anh chị, đó là
Anh chị muốn làm hình đẹp không? Một số anh chị sáng nay có chạy bộ thì em sẽ gợi ý trên hai nền tảng nên chị có thể làm hình đẹp ha. Để em xem có xây được không. Rồi, xây được may quá. Rồi, em sẽ hỗ trợ anh chị sẵn sàng điện thoại ha cả nhà để làm hình ha. Sẵn sàng nhà mình sẵn sàng điện thoại cho em sẽ hỗ trợ nhà mình đó là cách làm hình đẹp nha cả nhà. À, đầu tiên với app Java trước nha. À, app Java. À, nhà mình bấm vào app Java. Còn 8 phút. Dạ. Rồi, nhà mình bấm vào app Java thì nhà mình sẽ bấm vào view này là mình này, bấm vào view và nó hiện thì mình chọn là active hoạt động được cho anh chị thao tác ha. Rồi, thì cái này là em có chỉnh sửa, em sẽ lấy một cái mà em chưa chỉnh đi. Ví dụ em lấy một cái ví dụ thôi là em chưa chỉnh để thì phạm nhà mình xem ha. Rồi ví dụ như là lúc mình chạy xong á, thì mình bấm là ví dụ buổi sáng thì ra là morning run, buổi chiều là after đúng không? Afternoon rồi buổi tối thì evening gì đó. Thì mình chỉnh mà mình muốn lấy cái này phải không? Mình làm hình phải không? Mình bấm vào đây, mình bấm vào cái chữ này này đó thì nó ra như thế này. Sau đó anh chị chọn à, trên góc phải em sẽ lấy làm này làm con chuột ha. Dạ mình trên góc phải tùy có cái app á, thì nó không phải là cái hình này mà có cái app đó là nó hình gì này cả nhà, một hai ba đúng không, anh chị thấy là nó có ba cái nút một hai ba đó thì nó cũng là cái nút này nè cả nhà. Nhưng mình bấm vào đây thì à khoan, trước khi mà xuất cái mình chỉnh hình cái bây giờ chỉnh ha, chỉnh thì mình bấm lên ba chấm, bấm lên ba chấm đây mình edit, edit là chỉnh anh chị, hoặc là mình nếu mà chỉ add hình không thì mình bấm vào đây, còn mình edit là mình vừa chỉnh hình mà vừa chỉnh chữ. Thì đây ví dụ như là edit đó, thì mình sẽ add hình mình bấm vào đây, em ví dụ em chọn một cái hình là đây đi ha, ví dụ hình này đi, rồi em bấm vào thêm. Rồi ví dụ mình không giờ mình chỉnh chữ ví dụ như là chào ngày mới gì đó tùy hết. Ví dụ mình chọn gì cũng được hết á, mình ghi gì mình ghi mà ghi chữ vừa thôi, sau này cái app sau này nó tính là cái chữ này lên hình, lúc trước thì không có nhưng mà sau này cái chữ này nó dính lên hình rồi cả nhà, nên là mình ghi vừa thôi, mình ghi câu ngắn ngắn thôi hoặc ghi một cái ở tinh thần Iron Man hay là mình ghi một cái thông điệp nào đó rồi ra như thế này phải không. Bây giờ mình bấm lên đây nè, mình bấm lên cái nút này ha, nó có thể là cái nút ba ba nút đó anh chị. À, nói chung nó nằm ở trên này này thì mình bấm vào đây rồi nên nó có hai hình cho mình chọn, mình muốn xuất hình nào mình xuất à, nhưng mà mình chọn mình xuất hình này đúng không, thì mình bấm vào mo này anh chị, thấy cái dấu mũi tên mà nó hướng lên này cả nhà, hoặc là nút ba hình như nãy bởi vì giao diện nó gần tương đương hết anh chị, mò nó giống nhau hết à. Rồi à, cái lúc này anh chị có thể là mình bấm chia sẻ lên Zalo cũng được, hoặc lúc này mình bấm là mình lưu về máy này, mình bấm save email này là mình lưu về máy đã lưu rồi đó. Đó lưu về rồi nè, có hình đẹp chưa. Rồi app này là app Java ha, bây giờ hỗ trợ một số anh chị là có mình có cái dùng app này này, app là Goal Fitness này, thì mình xuất hình sao. À, đối với app này ha, app này nó cũng miễn phí anh chị. À, nói chung là app Java và app các app luôn á nó đều có miễn phí và có phí, thì đương nhiên là có phí thì nó nhiều cái tính năng hơn, nó đo nhịp tim và các thông số, khi mình có đồng hồ thì mới nên nâng cấp ha, còn chưa thì mình xài bình thường được rồi đó. Nó đo nhiều số liệu lắm anh chị. À, có trả phí nó cho mình nhiều số liệu lắm. Rồi mình vào đây thì mình bấm vào tiến độ này anh chị. À, mình sẽ coi các cái tiến độ của mình chạy này. À, thì mình bấm vào đây ha. Thì bây giờ mình muốn xuất cái hình ví dụ như sáng nay đi 21 km, em bấm vào đây. À, hoặc là mình chụp hình đó thì mình bấm vào đây mình chụp đúng không? Bình thường anh chị chụp như vậy. Bây giờ để làm đẹp hơn á thì anh chị sẽ bấm vào cái nút này, anh chị thấy không? Cũng giống giống nhau tương tự à. Đó, anh chị bấm vào đây anh chị thấy rồi. Chia sẻ cái này. Thì lúc này nó sẽ ra một số cái hình này là hình của bên app nó gợi ý, nhưng mà mình có thể thêm hình ở đây này. À, mình thêm hình ở đây. À, sáng hướng dẫn chị Xuân Bình là chỉ làm được luôn á, bấm vào đây bắt đầu mình add hình vào này. À, mình bấm vào đây mình add hình vào ha cả nhà. Rồi mình thêm cái hình, hình này thì là hình vuông nên anh chị cân nhắc tí xíu đó, ví dụ chọn đây và mình có thể mình thay đổi các cái này này, mình bấm vào ví dụ như à chỗ này mình muốn phút ví dụ tùy ha, mình có thể thay đổi các thông số. À, ví dụ chỗ này đi thời gian hả, không chỗ này là thời gian đi,
chỗ này mình tính là phút đi đó, cho nó đẹp, chạy bộ thì để phút hơn calo anh chị, nó sẽ có là km, có thời gian và có tốc độ thì nó đẹp hơn là nó tính bước chân hoặc calo. Rồi sau đó mình xuất thôi anh chị, xong mình bấm xuống đây, xong mình lưu hình thôi là nó về máy này, hoặc là mình chia sẻ y chang vậy đó. À, các app gần như tương tự anh chị cứ cứ mò là ra ha. Đó, thấy hình về chưa, đẹp không, đã có hình đẹp không? Nhiều lắm, anh chị có thể ghép rất là nhiều hình, cũng không nhất thiết là hình chạy bộ đâu. Ví dụ như là em lấy một cái hình, ví dụ anh chị ghép về đi, à thì mình thích hình nào mình ghép vô. À ví dụ em ghép hình với chị Hạnh đi đó, cũng vậy. À, rồi xuất ra thôi, được không, là có hình rồi, chứ không nhất thiết là mình chạy bộ đâu, mình nào đẹp mình Anh ghép. thấy Chào cút vậy. đây trên này có xe tăng nè, À, xem lại thao có tác hen. Dạ kịp không, nãy giờ anh chị nào mà kịp làm hình cái gì gửi hình lên nhóm à, thầy hướng dẫn. thầy cho em hỏi năm đó giá bao nhiêu khách thầy, Dạ về mà ví dụ mình muốn năm cho đến giá thì năm bao nhiêu khách thầy? rồi, hỗ trợ giải đáp anh chị một số cái để anh chị phục hồi cơ ha. Ngâm nước đá thì mình ưu tiên lúc mình chạy về á, mình ngâm khoảng 10-20 phút, lâu hơn cũng được không sao hết, thì đơn Chiều giản. mình ngâm được không thầy? Dạ Có chiều mình ngâm nó có được không thầy? cũng được, nhưng mà nó hiệu quả thì lúc mình chạy về mình ngâm, còn không thì mình chườm chườm nóng, chườm muối nóng, cái bài chườm muối nóng em gửi á, hoặc là chị nấu nước muối nóng lên xong mình chườm muối nóng. À, nước đá trong ngày thì cũng được ha, không sao hết. Rồi nếu mà vẫn còn đau nhức á, thì mình chườm muối nóng. Ơi thầy. Dạ rồi thì anh chị hen, cái bài mà chườm muối nóng em đã gửi lên trên nhóm á, thì nhà mình nếu mà ví là mình cảm thấy mà vẫn còn đau nhức á, thì nhà mình chườm thêm cái muối nóng hôm nay và ngày mai thì vẫn còn đau nhức thì anh chị vẫn chườm tiếp được, vẫn chườm tiếp được. Còn chườm đá thì em thấy là các vận động viên á, thì họ vẫn chườm đá trong ngày bình thường hết, nên anh chị có điều kiện thì mình cứ chườm. Chườm ở đây là mình bỏ đá vô trong xô hoặc là trong đâu đó, giống sáng anh chị nào gửi hình á, xong mình ngâm chân vô được thì mình ngâm luôn người vô. Rồi lúc đầu nó sẽ tê á, nhưng mà sau đó thì bắt đầu mình quen á thì mình cảm giác là nó sẽ đã, nhưng lúc đầu là nó tê lắm. Dạ rồi. Dạ thì sáng nay anh chị đã được trải nghiệm đó, chạy bộ tụ chúng đúng không cả nhà, thì em biết là đây sẽ có rất nhiều bài học anh chị có thể quan sát từ những khâu mà mình chuẩn bị á, bởi vì chạy bộ nó không phải là mình xách đôi giày ra mình chạy không anh chị, mà đó là các bước chuẩn bị em có chia sẻ rồi, trước chạy, trong chạy và sau chạy, thì anh chị huân tập cái phần cái bài đó đi anh chị, và sau này mình có thể hỗ trợ cho những người khác cũng làm được như mình. Đó là trước chạy mình chuẩn bị cái gì đúng không, và đã trước đó 1-2 tuần là mình đã chuẩn bị rồi, chứ không phải là ngày hôm nay mình mới chuẩn bị. Mình chuẩn bị cả nền tảng tích lũy này, rồi mình dinh dưỡng, đấy là mình ăn á chị, mình ăn thêm, rồi mình uống nước điện giải, rồi các bài tập đúng không, rồi ví dụ như sáng 4 giờ chạy là 3 giờ mình đã dậy rồi, mình chuẩn bị đúng không, có thể mình ăn nhẹ tí xíu rồi mình uống nước, rồi bắt đầu mình ra điểm chạy rồi khởi động, đó đều là những bước chuẩn bị hết á. Và trong quá trình chạy bộ thì sao, mình bổ sung dinh dưỡng sao đúng không cả nhà, rồi có những cái câu khẩu quyết, rồi chạy bộ xong thì chúng ta giãn cơ đúng không. Những cái bài chắc nhờ cốt giảng sẽ quay quay lại các bài giãn cơ giúp em đi, thế là quay lại là khoảng đâu đó 10 15 phút 20 phút gì đó, để sau này cái làm một cái tư liệu á, bắt đầu anh chị sẽ xem vô đó để anh chị làm. Chắc nhờ cốt giảng làm này cái rồi, hoặc là khởi động nữa, em cũng thích làm những video đó chị, để anh chị ngắn ngắn á, khoảng tầm 10 15 10 20 phút á, anh chị cũng cũng dễ xem. Chạy về thì nhà mình cũng nhớ nghỉ ngơi, kể cả mình ngồi nè, mình ngồi thì mình có thể là ngồi nhịp cánh bướm, à mình ngồi câu cá thì mình cũng đang đang giãn cơ đó, được không? Dạ đang ngâm rồi, ngâm cối chân cũng được. À dạ đó, để nhà mình trải nghiệm đó là một cái buổi chạy, chúng ta sẽ chuẩn bị như thế nào để sau này anh chị bởi vì mình càng ngày càng nâng cấp á, mình phải chuẩn bị càng tốt hơn thì lúc này mình mới nâng cấp được tốc độ anh chị. Thì sắp tới hẹn anh chị đó là có thời gian mình ghé các điểm chạy ha, thì mỗi khóa sẽ có tụ chúng. Anh chị ghé điểm chạy để mình tụ chúng cùng nhau, thì tin tin là anh chị sẽ hoàn thành tốt được cái phần chạy của mình. Dạ rồi, không biết có câu hỏi nào nữa không cả nhà, hay là nhờ cốt giảng chia sẻ về điểm chạy công viên Sa La sáng nay cùng với cả nhà. Dạ
Là sáng nay hình như có anh Mạnh còn không? Anh Mạnh mục tiêu là chạy 2 giờ, không biết là sáng nay bên điểm chạy Sa La thế nào rồi. Nhà cốt giảng chia sẻ bên điểm chạy Sa La sáng nay ha. Cho mấy bạn cảm nhận chờ đi, thầy Tân hồi sáng Sa La thì hoàn thành hết 21 cây. Có anh Lực chia sẻ rồi, có anh Dạ. Mạnh thuận lợi không, anh Mạnh đạt 2 giờ không? Sáng nay không có Mạnh. Dạ Sáng nay đâu có Mạnh đâu. à, anh gì ta, có sáng nay có em À, có chạy đấy thầy Doãn ơi, em gặp mặt quên 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 đấy. quên. Có Mạnh quên, sáng sáng nay Mạnh do cài chế độ ấy đó nên không kiểm soát được cái bay, mà Mạnh cài chế độ của giống Chạy như của đạp xe đạp á. dạ Nhưng mà tốc độ của Mạnh thì chắc tầm khoảng 640 á, 640 650. dạ Dạ. em Sáng nay anh Mạnh chạy với cốt từ đầu đến cuối mà cốt quên luôn. Quên. gì nhân chân đất hả, tên Mạnh chạy chân đất hả? Dạ em bên cộng đồng chị nhân chân đất đấy. Chạy Đức mà chạy dưới 2 giờ là cục dữ lắm á, nên là cũng cân nhắc với nhờ cốt để hỗ trợ tốt nhất, bởi vì chạy tốc độ cao á mà chân trần nữa đó. Sáng mình Dạ có số anh chị chạy thời gian cái tính bỏ giày ra chạy, mà hình như bỏ giày ra có vẻ là không ngon. Dạ bởi vì nó chỉ có giày á, thì của anh chị yeah. giày là nó trợ lực cho mình nhiều lắm á, và một đôi giày mà có đế tốt nữa thì nó trợ lực cho mình rất nhiều. Thì anh chị cứ mang giày đi, còn khi nào mà anh chị thuộc về dị nhân á là thì chạy chân đất ha, nhưng mà chạy nhanh á thì cũng mình cũng tập luyện để mình có thể mình chạy tốt, bạn chạy sang được Dạ chạy chân đất là phải có một thời gian cơ à, chứ không em. mới chạy lúc đầu á là nó bị rộp chân lắm đấy ạ. Nên phải có một thời gian sau đó cái bàn chân của mình nhá nó rộp xong rồi nó lại lành lại thì nó mới dày lên nhá, chứ không thì mình chạy lần đầu mà chạy là nó chắc chắn là sẽ bị về sẽ bị rộp liền á. Đúng rồi, nên là đừng thấy ta chạy chân đất mà bắt chước anh chị, bởi vì cái bàn chân của người chạy chân đất là gọi là chạy hay nói là dày như da trâu á anh chị. Thì cái lúc đó ví dụ trên đường anh, thấy anh chị tại vì chân đất mà mình đâu có biết là cái khúc đó có gì đâu anh Mạnh, đôi khi Dạ nó vâng đúng. sỏi này đúng không, nó chứ đau chứ bộ, không phải đùa đâu anh chị. Nên đừng thấy ta chạy mà chạy theo nghe, mà cũng cần tập luyện trước vậy đó thì bắt đầu chân mình nó quen, hay còn là Đúng rồi, bắt chước mà đau quá thật. rất là Dạ dày, chân đúng đứt dày lúc này chạy chân đứt đã lắm. Hoặc là anh chị có thể trải đấy. nghiệm. Dạ Tại chị. vì mạnh, dạ tại vì mạnh chạy một thời gian rồi á, kể cả là dẫm vào đá chân tự dưng nó có phản ứng nó kiễng lên á, nên nó không 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 bị đau mấy đâu ạ. Dạ nên là do cái phản xạ tự nhiên của mình nhé, rồi nhiều lúc mình dẫm vào đá nhiều lần nữa xong rồi nó có một cái phản xạ tự nhiên á là tự dưng mình kiễng chân lên được là nó cũng không bị đau mấy. Dạ. Dạ Dạ, biết ơn à. Dạ, Út, Doãn có chia sẻ gì về tinh thần anh Sa La sáng nay cùng cả trời nhà? ơi, tinh thần Sa La sáng nay là ngon lắm thầy ơi. Mấy giờ bên đó bắt đầu chạy anh vậy? Cái này cứ được 3 tiếng Khoảng chừng 4:30. Nói rồi. chung mọi người bên Sa La sáng nay á, tinh thần tập trung rất là tốt á. Chỉ là khoảng 5 4 giờ 5 4 giờ 7 phút là đã đủ rồi. Đủ số người rồi, và ra khởi động nữa thì khoảng tầm 4 giờ 25 là bắt đầu xuất phát. Thì Dõn cũng có một chia sẻ như thế này nè cả nhà, nếu mà anh Mạnh á về cái chạy chân đất á, thì thực ra rất là tuyệt vời. Thì nhưng mà về lâu dài thì cũng nói anh Mạnh là cũng nên chạy bằng giày tại vì bảo vệ cho đôi chân của mình, nhưng có thể anh Mạnh sẽ áp dụng là khoảng chừng một cây cuối cùng, hoặc là khi chạy kết thúc cái bài tập của mình rồi á, thì có thể thì anh thả giày ra anh chạy easy này, nhẹ nhàng một tí, tại vì thực ra cả nhà mình á, chạy chân rất tốt cho hệ tim mạch rất tốt, tại vì cái đó cái chạy chân á là cơ thể của mình được hấp thụ cái đất đó, nên thì có thể là mình sẽ dùng nó làm cho 500-700 mét cuối cùng á, khi chạy xong á mình có thể bỏ chân ra
thì rất là tốt cho nhịp tim luôn, cả tim mình rất là tốt các anh chị. Thì thực ra cái này là Doãn đã đọc vào những cái bài về khoa học á, họ chứng minh được cái điều này, họ nói lên được cái điều này, họ nói được điều này, nên cũng đó là một cách tốt đó anh chị. Nhưng mà khuyến cáo thì mình không nên tập nha, tại vì thực ra tập cái này nó phải kỹ lắm, phải có cần có thời gian, tại vì nó chỉ cần xỏ vô những viên đá hoặc là chạy trời hơi nắng hoặc chạy dài một chút đó là bỏng chân nếu mà mình không khéo. Nên cái này cũng hạn chế các anh chị là hạn chế tập, mà nếu tập thì từ từ thôi. Còn tinh thần sáng nay của mọi người á, Chọn cũng thấy là cái năng lượng của Osala cũng là rất là tuyệt vời đó. Mọi người rất là cái người mà cách có hai hai bạn á, là chạy ít nhất cũng được 17 cây, mà hai bạn này là mới cũng báo với cả nhà là mới tương tác với Dọn ngày hôm qua mà hôm nay chạy được 17 cây, thì là điều đó đều tuyệt vời rồi. Và hai Dọn cũng có nhìn cái tương tác qua lại giữa ba ba điểm chạy ở miền Nam, là ở trên quận 12, quận 12 trên An Sương, và dưới cái chỗ Anh, thì tất cả mọi người đều hoạt động rất là tốt với một cái năng lượng là cực rất là tuyệt vời. Thì chúc mừng cả nhà chúng ta là đã có một buổi long run cuối tuần, và kèm theo đó là những anh chị đã hoàn thành tốt nghiệp. Về bên phía Sala thì những anh chị đã đăng ký đó thì gần như là hoàn thành 100% là 21 cây. Chúc mừng các anh chị rất là nhiều. Dẫu chỉ có bao nhiêu lời thôi, còn lại là nhường cho thầy Tân. Vỗ tay cả nhà. Đã tiêm à. Chúc mừng các anh chị tốt nghiệp vẫn chưa ha, ngày mai mới là ngày mai, còn ngày mai nữa, hôm nay là sớm thôi để chúng ta chào mừng đó là khai giảng MentorWit K06 và Master. Mình lấy một cái đà để sắp tới mình nâng tầm thể chất ha cả nhà. Ơi chuẩn Master, anh nghe đọc chuẩn Master cho anh chị nghe đó, thì anh chị chẳng phải chạy 21 đâu, anh chị chạy 42 km biển anh chị, mà Tân trải nghiệm 21 km biển liên tục rồi đó, thì Tân thấy cũng gọi là khá là khủng ha, mà 42 anh chị là nó khủng khiếp lắm. Nên mình tập 21 km anh chị là để tập vừa khởi động thôi, dành cho các anh chị master thôi đó. Thì mình lấy một cái chuẩn ha, thì mình vừa lấy đà luôn. Anh chị nào mà chưa thì ngày mai nên chạy buổi sáng cả nhà để cho mát trời á, thì chúc anh chị sẽ về đích xinh tươi 21 km trong 21 ngày. Và các anh chị đã hoàn thành 21 km rồi đó, anh chị gửi hình lên nhóm hoặc cho Tân cái hình mà đẹp đó, giống như nãy giờ làm cái hình nào mà đẹp đó, để Tân đưa lên giấy chứng nhận ha cả nhà. Anh chị nào hoàn thành thì cũng đều sẽ được cấp giấy chứng nhận đó là hoàn thành 21 km trong 21 ngày. Tân gửi cái giấy vô nhóm nghe, anh chị coi cái giấy ha, thì mình chọn cái hình đẹp đẹp, hình nào cũng được hết đó anh chị, hình thể thao hay hình bất kỳ hình nào mà anh chị thấy đẹp anh chị gửi lên nhóm giúp Tân, để Tân sẽ làm hình gửi tặng các anh chị để mình kỷ niệm mình về đích 21 km thằng cả nhà. Dạ thì ngày mai chính thức là chúng ta tổng kết K07 lúc 8 giờ tối. Dạ chính thức tổng kết lúc 8 giờ tối. Thì nhà mình sắp xếp mình tham gia, thì có anh chị mới nữa thì cũng có thể mời những người bạn của mình vào để nhận hiện thực nha cả nhà. Để nhận hiện thực, và chúng ta ngày mai là một ngày đại hội quà tặng luôn, sẽ công bố các giải thưởng và công bố chương trình chạy bộ khóa mới, và sắp tới sẽ có giải chạy rồi ý anh chị, sắp tới thì em đang 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 dự kiến thôi chưa chính thức nghe, thì sắp tới sẽ có giải chạy thì giải này thì người chị này muốn làm là cho chị em phụ nữ, thì anh chị có thể là đăng ký tham gia trong 30 ngày thì mình vừa chạy luôn, mình tích lũy anh chị trong 30 ngày thì mình sẽ tích lũy luôn, thì những giải thưởng cũng rất là hấp dẫn. Thì các chị em có thể là đăng ký tham gia cùng với chương trình, thì khi nào có thì Tân sẽ thông báo chính thức được không cả nhà. Và tháng 12 thì chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta chiến với K08 về đích 21 km. Thì anh chị nào mà chưa chạy được á, thì mình chạy tốt hơn, chưa chạy được thì mình chạy được đúng không, và chạy được rồi thì mình chạy tốt hơn nữa để mình tổng kết năm 2024 luôn cả nhà. Nên mình sắp xếp có thể là chương trình K08, một chương trình cuối năm khá đặc biệt, lấy số 8 luôn ha. Dạ thì Linh có gửi lên trên nhóm á, anh chị đăng ký lại thông tin luôn, nói chung là anh chị mới cũ luôn, mình tham gia khóa mới á, thì nhờ anh chị đăng ký lại thông tin luôn giúp Tân. Dạ để bây giờ thể chất anh chị khác quá rồi, nên là chắc phải nhờ anh chị
đăng ký lại để biết là anh chị đạt thì chất như nào và mình mong muốn cái nguyện vọng sao để các coach hỗ trợ anh chị tốt nhất. À, cả nhà, thì nhờ anh chị đăng ký lại hết rồi. Nếu như mình có bạn quan tâm á, bạn bè mà quan tâm anh chị thì nhờ các anh chị đó là mình gửi gửi cái thông tin ha, cho đăng ký đừng gửi link Zalo, anh chị gửi cái thông tin đường link đó, dạ, cho các anh chị đăng đăng ký giúp Tân ha. Thì bởi vì cũng phải có cái thông tin đầu vô thì Tân mới mới duyệt được anh chị, mới duyệt được vào K08 để mình chạy. Thì đó là một số thông báo. Thì nhớ anh nhớ là chúng ta sẽ chúng ta có là chương trình để nhận vé Ironman ha cả nhà. Đó, thì anh chị nào tham gia thì đăng ký bình chọn ở trên nhóm á, thì các coach cũng sẽ hỗ trợ cho anh chị, anh đến chị có thể đạt chuẩn. Dạ. Rồi cuối tuần thì ngày mai chủ nhật có chương trình ở trung tâm thể chất Bình Dương anh chị, làm chương trình huấn luyện chạy bộ và có hiện thực nữa, chia sẻ hiện thực ngon lắm. Thì anh chị sắp xếp tham gia, đó là có hai chị hoàn thành 100 km á, sẽ chạy 100 km chỉ hiện thực cho nhà mình, và họ chạy 100 km rất nhiều lần rồi anh chị, 100 km rất nhiều lần rồi chỉ hiện thực cho anh chị, nên chị có thể chạy tốt hơn, nên nhà mình sắp xếp để tham gia ngày mai nên chị thuận lợi ha. Tân không biết, chắc cũng có thể là có, cũng có thể có Zoom nha anh chị, nào mà tham gia trực tiếp thì cũng có nhiều chương trình và phần quà hấp dẫn. Dạ. Có tặng áo nữa anh chị. Đây. Rồi Tân gửi cái giấy chứng nhận lên trên nhóm á. Dạ, anh chị gửi hình cho Tân để Tân làm giấy chứng nhận ha, chứ không là Tân phải vô tường anh chị, Tân phải đi kiếm hình. Dạ. Đó, thì một số thông báo vậy để cả nhà mình nắm tinh thần cuối tuần ha cả nhà. Và nhớ là chúng ta tổng kết K08 vào lúc 8 giờ tối chủ nhật ngày mai. Đó, thì nhà mình sắp xếp giúp Tân và các cốt đúng không ạ? Có thể kêu gọi những người mời những người bạn của mình cùng tham gia để nhận hiện thực luôn. Dạ, đó một số thông báo vậy. Dạ. Không biết là có anh chị nào có câu hỏi gì về chạy bộ nữa mình muốn giao lưu không cả nhà. Dạ. Hay có chia sẻ gì nữa không? Có anh chị nào có hiện thực muốn chia sẻ nữa không? Dạ, Đợt mời này nhà đợt mình. này với mọi người K08 Linh ơi. Cách ngày chạy. Sắp tới là sẽ vừa chạy vừa nghe tai phone đó Linh. Lộ Dạ. trình mentor 6 là học liên tục. Là mình sẽ vừa tập thể chất rồi vừa đeo tai phone. Dạ. Hy vọng anh được kéo em lên, với hiện tại em cũng chưa có tập luyện nhiều. Nhiều trong này nhiều người chưa tập luyện lắm, qua một lộ trình mình tập trung ấy, mình cô lập bối cảnh lại, mình thu đắp thì hầu hết mọi người là đều tốt nghiệp hết, chỉ có anh là như nhân viên cá biệt hay là học viên cá biệt bị rớt thôi. Chứ hầu hết mọi người đều tốt nghiệp mà. Mình cứ định tâm ở vạch đích thôi, cứ 21 km mình phải quyết tâm hoàn thành, thì không khóa này thì khóa sau, không tháng này thì tháng sau gì đó, nên là trước sau gì thực ra anh chị cũng sẽ đều làm được hết. Bởi vì 21 km, có câu nói nó dạ, chạy bộ 21 km là năng lực bị che giấu mà một người bình thường có thể thực hiện được khi nhận được hiện thực và trạng thái nội tâm cân bằng hướng dương. Nên những buổi mà chia sẻ hiện thực vậy anh chị, đó là đang giúp cho anh chị rõ hình đó. Rõ hình, rõ khái niệm và tương đồng tần số, để mình chỉ cần rõ hình, rõ khái niệm, tương đồng tần số thôi thì nhà mình sẽ chạy rất tốt á. Nên là nhà mình chưa thì cứ xem gì hiện thực vô, sẽ gửi lại cái hiện thực K07 anh chị. Nhiều hiện thực lắm anh chị, coi hiện thực của chị Hương này, chị Hương Hạnh Phúc này, từ một người là cũng mổ chân á anh chị, mà bây giờ là chị Hương chạy bộ 21 km rồi squat 5.000 cái rất là ngon anh chị. Đôi khi mình nghĩ là không nghĩ là trước đây cũng đã từng gặp vấn đề sức khỏe đâu. Nên anh chị xem nhiều hiện thực vô, anh chị sẽ thấy là nhiều người họ họ làm được. Giống như bạn Tài sáng nay này, mình bình thường á, mình còn kêu mình chạy gì mà bạn Tài không thấy, gọi là không nhìn được luôn, mà bạn Tài vẫn chạy được 21 km lần này lần thứ ba. Và sáng nay anh được hỗ trợ bạn Tài chạy đó, thì rất là hay. Đó là khi mà mình về này anh chị giúp Tân thôi, anh chị muốn làm được phải không anh chị, chứ cần đặt một ý mà giúp Tân, đó là anh chị đặt một cái ý là mình giúp đỡ cho người khác. Mình muốn mình chạy được anh chị, mình giúp cho người khác chạy được thì mình sẽ chạy được. Mình muốn sau này mình muốn là giống như mình muốn thấu suốt tri thức á chẳng hạn, ví dụ vậy, em muốn thuộc bài đó thì mình làm cách nào để mình giúp cho người khác thấu suốt, hay mình giúp cho người khác học được á, tự nhiên mình sẽ làm được cái đó, bởi vì mình sẽ tìm cách á thì mình sẽ làm được cái đó. Nên là đừng có gọi là lúc này mình, nếu vì mình á thì mình sẽ rất khó làm, nhưng mà mình mở rộng ra tí xíu anh chị, mình vì người á
À nếu như vậy, tôi hỗ trợ cho mọi người chạy này, anh chị ra anh chị tiếp sức, anh chị tiếp nước, anh chị cổ vũ, anh chị hướng dẫn hay bài tập sau đó, hoặc là đôi khi anh chị người ta hỏi bài tập gì đó không mà chưa trả lời kịp chẳng hạn, anh chị có những cái đường link à, thì anh chị chỉ cần một cái tâm niệm đó thôi thì anh chị sẽ làm rất tốt luôn. Nên là sáng nay anh lực hỗ trợ bằng tài là mới là hai người, thật là hai người hỗ trợ nhau chạy đó anh chị. Anh lực hỗ trợ tài chạy nhưng mà tài cũng hỗ trợ cho anh lực chạy luôn, bởi vì giúp đỡ nhau đó. Nên là trong cộng đồng chúng ta là có một câu slogan đó anh chị có thể nhớ, thì câu slogan này tinh thần chung của Aaron Witt, nâng cao giá trị, nâng tầm thể chất cho mọi người để nâng tầm thể chất chính mình. Khi mình hỗ trợ người khác nâng tầm thể chất thì thể chất của mình cũng được nâng tầm anh chị. Nên là muốn chạy bộ được ha, thì mình hỗ trợ cho người khác chạy được thì mình sẽ chạy được, và từ từ anh chị sẽ giống như hay gọi là tích lũy phước báo, từ từ mình nâng lên, anh chị sẽ càng ngày chạy càng tốt. Và sáng nay cũng chúc mừng ở đầu cầu Hà Nội thì có chị Trang, chị Trang và chị Minh Lý, hai chị em thôi thì cũng đã, chị Minh Lý cũng đã km ở đầu cầu Hà Nội anh chị, thì chị Trang hoàn thành 42, rồi sau đó chị Trang hỗ trợ cho chị Minh Lý, thì hai người nữa chạy tốt hết, và dần dần thì chị Trang sẽ chạy tốt hơn, thì chị Trang có thi Ironman, bắt đầu rõ rõ hình nơ hơn nữa rồi đó. Thì gợi ý nhà mình về ha, nên là anh chị có nên anh chị người bạn mình tham gia vô nhóm á, thì bên nhờ anh chị giúp đỡ đó là anh chị kết nối người bạn của mình để họ ví dụ như cần bài tập gì đó thì tên gửi lên nhóm, anh chị có thể gửi lại cho bạn của mình hay là hỗ trợ hay cần hỏi gì không, bởi vì đôi khi bây giờ càng đông thì các code cũng chưa thể nào sâu sát hết được nếu mà anh chị không chủ động á. Anh chị nào chủ động thì đơn giản rồi, còn anh chị không chủ động thì phải đi hỏi á, thì anh chị hỗ trợ cho bạn của mình hoặc là kết nối với các code, anh chị nào càng kết nối tốt á, thì anh chị đó sẽ chạy rất tốt, đó là chính là sức khỏe xã hội á, anh chị. Thì đây là cái phần gợi ý ha, để anh chị nâng được thể chất của anh chị lên, đó là mình nâng tầm thể chất của người khác thì mình sẽ nâng thể chất của mình cũng được nâng tầm. Gửi các chị mentor ha, cái sau này anh chị chia sẻ gì đó, anh chị hỗ trợ cho người khác làm được, chia sẻ được, thấu suốt được thì tự nhiên mình càng thấu suốt hơn cả nhà. Hồi nãy thấy cốt chẳng Ray He nè. Xin chào thầy Tân, chào cả nhà. Tức là ngày mai bên Iron Week thì tổ chức cái sự kiện đó, thì nhân dịp đó thì chiều nay tầm khoảng 5 giờ đó, nếu nhà mình ai ở Sài Gòn Thuận Duyên đó, thì có thể ghé qua Sala, anh em mình giao lưu và chụp tí một tấm hình, tại vì hai bạn đó là tối nay sẽ là nhận được thông tin là hai bạn đó sẽ chạy ở Sala 100 cây đó. Sala Sala đang hay tổ chức là à, Phúc quên anh? quên quên Bạn Phúc. Vạn Phúc, khu nghiệp Vạn Phúc, Khu thì dân cư Bạn Phúc. khu dân cư phận Vạn Phúc đó cả nhà, thì có thể qua đó mình bận áo 4 nâng giờ hả? tầm thể chất á, chừng khoảng 5 giờ đến 5 giờ 5 rưỡi gì đó, anh em mình qua đó giao lưu Mấy với giờ xuất nhau và phát chụp nhóm kìa. anh Dọn nhỉ? chưa có nắm nhưng mà có hẹn với thầy Vi Long khoảng tầm 5 giờ. Dạ thì nhờ nhắn lên nhóm cốt giúp em với lại hẹn nhau mấy giờ để thông báo anh chị, thì khoảng được anh chị nào sắp xếp được ha, thì khoảng 5 giờ chiều mình tập trung ở khu dân cư Vạn Phúc á, ở quốc lộ 13 hả? Dạ quốc lộ 13 ở Thủ Đức á anh chị. Để mình tặng hoa, mới nhớ tặng hoa cũng có tặng áo các chị, cũng cổ vũ tinh thần mình giữ hình đó, là sẽ chạy, họ chạy 100 cây á. Dạ được thì mình sắp xếp mình tham gia cả nhà. Dạ dạ Rồi, rất là biết ơn các nhà. Thì sáng nay á, Dọn cũng qua đây thì Dọn cũng gửi lời biết ơn đến tất cả mọi người ở nhóm Sala, nhất là anh Lực ha. Anh Lực đã đồng hành với bạn Tài thứ hai trong một rồi. Thì sáng nay Dọn cũng có, khi mà chạy với anh Mạnh á, thì Dọn cũng có tâm sự với anh Mạnh, rồi sau đó chạy với các chị khác á, các chị em mình á, giống như chị Vân người này nọ, chị Thúy, Dọn muốn nói là cũng nói về trường hợp của bạn Tài á, thì bạn là một người khiếm thị mà bạn đã làm được cùng nhiều nhiều công việc như vậy, thì Dọn có tâm sự với anh em là anh em mình chưa có tám gì đâu, hơn còn cố gắng nhiều hơn mọi, thì đó là một cái nỗ lực mà tuyệt vời, rất là phi thường đó các anh chị. Thì rất là tiếc mà ví dụ trong cái hoàn cảnh đó mà có một số anh chị mà nếu mà tụ chúng được ấy, mà thấy cái năng lượng đó, thì Dọn nghĩ rằng chắc là một người bình thường cũng có thể chạy hơn là cũng sẽ được. Đó là những cái năng lượng mà nếu mà bắt gặp được thì người khác là dễ dàng để thực hiện được cái công việc vận động của mình đó các anh chị. Biết ơn anh Lực sáng nay rất nhiều nha. Và biết ơn rất mọi người. Anh Lực thì sáng nay là hai người thành một người đó.
hai người trong một. Em mới nên cốt chứ được ạ. Dạ. Dạ, biết ơn cốt Doãn, biết ơn các anh chị, dạ, đã cùng nhau về đích và chúng ta vẫn còn ngày mai cả nhà, thì chúng ta vẫn thôi cô tinh thần tiếp các anh chị để mình lấy cái mình nhận hiện thực này này. À, ngày mai đâu đó anh chị sẽ về đích xinh tươi 21 km, có thể là một người mới luôn cũng được, không phải là bữa giờ mình tập nhiều nhưng mà mình nhận được hiện thực các anh chị, thì tân tin là anh chị cũng sẽ chạy được 21 km. Và hẹn nhau là chúng ta tổng kết 8 giờ tối chủ nhật cả nhà. Dạ, 8 giờ tối chủ nhật cùng nhau tổng kết và chúng ta công bố chương trình chạy bộ khóa mới. Dạ, và nhớ ha, anh chị có mặt để nhận giải ha cả nhà. Dạ, nhớ có mặt để nhận nhận giải thưởng nha. Dạ, biết ơn cả nhà có. Dạ, nhớ gửi hình, anh chị nhớ gửi hình lên nhóm hoặc gửi hình cho Tân để làm hình các anh chị nha. Dạ, gửi hình nào mà anh chị ưng ý nhất, đẹp nhất á, để kỷ niệm 21 km lần đầu tiên của mình, hoặc là trong chương trình này mình đã chinh phục được thử thách là 21 km trong 21 ngày, để làm hình kỷ niệm cho cả nhà mình. Dạ, đúng không cả nhà? Dạ, rồi biết ơn cả nhà. Có câu chuyện hiện thực nữa thì anh chị có thể, dạ, đó là quay video, anh chị quay video lại chia sẻ câu chuyện thực của mình, gửi lên nhóm, vì chúng ta cũng có cái phần thi video trên YouTube, nhà quảng bá trên YouTube và quảng bá trên Facebook. À thì anh Dạ. dạ rồi, biết ơn cả nhà, để cả nhà mình nghỉ ngơi. Dạ, chúc cả nhà mình xinh tươi, để cả nhà lắm lắm. À, biết Dạ. ơn thầy Tân, biết ơn thầy Doãn và cả nhà. Bye cả nhà. Rồi, vẫn chào cả nhà nhé. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà cuối Rồi. tuần nhiều năng lượng và sức khỏe. Chúc mừng chị Hương nha, đang dẫn đầu đường đua trên YouTube. Anh chị chạy nghe. Chị Hương là chạy 80 mấy cây gì đó, đấy là hình như là mấy chục bình luận đó. Anh Đi chị ra cũng đang hồi chạy làm nghe. đó. Dạ, yeah. Thì anh cả nhà. Đi lên thức thời, đi lên cả nhà. Thức Dạ, thời. em sẽ gửi video hiện thực là K07 ha, để nhà mình nhận hiện thực và hoặc là chỉ cho bạn mình á, dạ, để họ cũng có thể nhận được luôn cả nhà. Rồi, hẹn nhà mình tối mai tổng kết. Bye bye cả nhà.